có một Hà Nội mới tại phía Tây đã phát triển vô cùng sôi động. Đây là khu vực có hạ tầng giao thông hiện đại nhất thủ đô, với những con đường khang trang rộng rãi, có từ 6 đến 10 làn xe chạy, như đường Nguyễn Cơ Thạch, đường Trần Hữu Dực, đường Lê Quang Đạo, đường Phạm Hùng, đại lộ Thăng Long, quốc lộ 32, đường Lê Trọng Tấn. Chưa dừng lại ở đó, phía Tây tiếp tục được quy hoạch và mở rộng thêm để tạo tiền đề cho một cú hích thị trường to lớn. Đường vành đai 3,5 là tuyến đường đi qua Thanh Trì, Hà Đông, Hoài Đức, Bắc Từ Liêm, Mê Linh. Trong đó, đoạn đường từ đại lộ Thăng Long đến quốc lộ 6 đã được đưa vào hoạt động từ lâu. Đoạn từ đại lộ Thăng Long đến quốc lộ 32 đã hoàn thiện phần chạy qua dự án An Lạc Green Symphony. Các phần còn lại đang gấp rút được thi công hoàn thiện. Đường 70 là tuyến đường huyết mạch nối Hà Tây cũ với Hà Nội. Hiện nay, tuyến đường này đang được quy hoạch nâng cấp, mở rộng và làm mới, trong đó có đoạn nối từ đại lộ Thăng Long đến đường quốc lộ 32. Đoạn đường nối An Lạc Green Symphony và Trần Văn Bồ khi hoàn thiện sẽ kéo gần hơn khoảng cách từ Hoài Đức đến Mỹ Đình, chỉ còn 5 km. Con đường liên khu 8 với chiều dài 15 km kết nối từ Đan Phượng chạy qua Hoài Đức và Hà Đông. Tuyến đường vành đai 4 đoạn từ quốc lộ 32 tới quốc lộ 6 với chiều dài 22,5 km. Chiều rộng mặt đường từ 120 m đến 135 m. Đoạn đường này sẽ bắt đầu thực hiện vào năm 2021. Tuyến đường liên khu từ Mỹ Đình đến Nam An Khánh với chiều dài 6,5 km giúp rút ngắn kết nối từ Mỹ Đình đến khu vực An Khánh và các tuyến metro kết nối các quận của Hà Nội bằng phương tiện công cộng, điển hình là tuyến metro số 7. Những khu vực có hạ tầng giao thông mới được quy hoạch và mở rộng này, tương lai sẽ là tâm điểm dịch chuyển để phù hợp với nhịp phát triển hiện tại. Phía Tây hiện đang là bến đỗ của nhiều ông lớn bất động sản, nơi quy tụ tầng lớp cư dân giàu có. Với cơ sở hạ tầng giao thông hiện đại, bài bản đang tiếp tục được mở rộng quy hoạch, chắc chắn trong tương lai, phía Tây vẫn là tâm điểm trong đầu tư bất động sản tại Hà Nội.